Yo yo yo, hello anh em 22. Vâng, chào mừng em quay trở lại với bản tin cuối tuần và mình là rất nghiêm túc đây. Hello anh em. Chào mừng anh em đến với bản tin không ốm đau bệnh tật và rất nhiều thông tin thú vị. Từ những thông tin chính thức, từ like đặc biệt tới những vụ dò dỉ siêu khủng, tất cả sẽ có trong bản tin cuối tuần này. Ok, vậy thì mình xin được phép bắt đầu nhé anh em. Vâng, và trước khi bắt đầu thì cũng phải nhắc anh em rằng là thông tin trong bản tin chỉ mang tính chất giải trí thôi. Điều này để tránh những cái tranh cãi không đáng có. Đầu tiên là mình xin được tóm tắt nhanh về Line 3.4. Về banner thì chúng ta có thông tin y chang rò rỉ trước đó, đó là Anaitam, Xiao, Hu Tao và Yelan. Kỳ banner nửa sau được đánh giá rất cao từ nhân vật tới banner vũ khí. Với cái banner như thế này thì mình có thể nhìn thấy trước tương lai, đó là rất có thể cặp Ayaka và Senhua sẽ có ở phiên bản tiếp theo anh em ạ. Ok, thông tin tiếp theo đó là livestream đã giới thiệu với những người chơi về những nhân vật mới như là Anaitam, Yao Yao, quái vật mới từ dạng người tới quái vật sâu cát các thứ các thứ. Về những màn giới thiệu này thì nhiều người đánh giá là Yao Yao và đám quái vật còn được giới thiệu kỹ hơn cả Anaitam nữa. Khá nhỏ cho anh chàng quan thư ký anh em ạ. Về thông tin về Nguyên Thạch ở phiên bản 3.4 thì mình cho rằng là nó sẽ nhỉnh hơn ở phiên bản trước. Sẽ rơi vào khoảng đâu đó mình tạm tính là 60-70 cục rôn cho người chơi F2P. Cái số Nguyên Thạch này đến từ đâu? Đó là nó tới từ nhiệm vụ cốt truyện của Anaitam này. Từ 10 cộng 3 cục rôn cho việc đăng nhập này, gửi qua thư các thứ. Sự kiện lớn vào dịp Tết. 3 sự kiện nhỏ, mỗi sự kiện 420 nguyên thạch và đặc biệt là nguyên thạch từ chuỗi nhiệm vụ cùng với việc khám phá vùng đất mới ở phiên bản 3.4. Tất nhiên đây mới chỉ là cái tạm tính của mình thôi anh em. Anh em hãy theo dõi thêm các thông tin từ nhiều nguồn khác để có được con số chi tiết nhé. Về cái thông tin người chơi được lựa chọn nhân vật 4 sao miễn phí từ Li Yue thì nó cũng không có sự thay đổi gì cả. Thông tin được tiết lộ thêm đó là về chuyện chúng ta cần phải tăng cái độ náo nhiệt lễ hội lên mới có thể mời được một trong những nhân vật này. Và nếu như anh em đã có cung mệnh 6 rồi và anh em chọn trùng nhân vật ở trong cái lần chọn miễn phí này thì anh em sẽ được khoảng 5 cái tinh huy và được tương đương với một cục rôn. Để tóm lại thì mình cho rằng là với cái livestream đặc biệt 3.4 này thì nhà phát hành vẫn làm tốt các thông tin của họ. Theo mình thì vì có vùng đất mới cũng như là các cái nội dung khác cho nên là cái phần sự kiện thì nó có vẻ như là nó không quá đặc biệt như những cái phiên bản trước. Tuy nhiên theo mình thì như thế là ok rồi, đây vẫn sẽ là một phiên bản rất hấp dẫn cho người chơi khám phá. Trong lúc làm bản tin thì mình đang dự đoán là sẽ có thông tin thêm từ nhà phát hành về cái trang phục của Ayaka cũng như trang phục của Lisa thì khoảng 11 giờ trưa ngày mùng 7 tháng 1 họ đã đăng thêm thông tin rồi. Và chúng ta có thể thấy đây là thông tin về trang phục của Ayaka không có thêm hiệu ứng nhiều đâu anh em. Và ở đây có ghi là trang phục của Ayaka sẽ khôi phục giá bán là 1680 đa sáng thế và cái lúc mở bán thì là 1350. Khi mà mình so sánh với các trang phục ở trong game thì 1680 tức là trang phục 4 sao thôi anh ạ, đây không phải là trang phục 5 sao. Điều này đã giải thích được là tại sao trong cái livestream thì họ không có giới thiệu nhiều về các hiệu ứng. Như thế là các thông tin dò dỉ trước đó đã sai và ngay cả dự đoán của mình cũng không đúng nữa. Rất xin lỗi anh em vì những cái thông tin không chính xác này. Trang phục của Diluc mới là trang phục 5 sao với cái giá bán 2480 giá sáng thế cơ. Hơi thất vọng một chút vì trang phục của Ayaka không phải là trang phục 5 sao. Tuy nhiên thì với một cái giá bán rẻ hơn thì mình nghĩ rằng nhiều người yêu thích sẽ có thể sở hữu được hơn. Về trang phục của Lisa thì được mô tả rằng là đây là trang phục mà Lisa đặt may khi cô ấy định quay trở lại thăm Sumeru. Vâng, chỉ quay trở lại thôi, đặt làm hẳn bộ trang phục mới, rất chất chơi. Và đây có ghi là trang phục của Lisa sẽ được miễn phí, cái này cũng đã có trong cái thông tin buổi livestream rồi. Và kết thúc phiên bản 3.4 thì cái trang phục này cũng sẽ được bán với 1680 đa sáng thế, ngang bằng với giá của trang phục của Ayaka. Về cả hai bộ trang phục thì từ lúc xem video live tới lúc xem từng bài đăng chi tiết và xem video giới thiệu từ nhà phát hành thì mình có thể nói là cảm giác mình thấy nó ổn. Mình có cảm nhận được sự đầu tư và khéo léo trong cái lối thiết kế. Nó vẫn mang cho mình cảm giác là hai bộ trang phục đều thuộc về thế giới của Genshin. Nó rất Genshin. Có một điều thú vị mình muốn nói ở đây đó là khi mà mình thử xuất hình ảnh trang phục của Lisa để làm ảnh đại diện cho video thì tình cờ mình thấy được trang phục Lisa của fan làm. Những hình ảnh trang phục của Lisa từ fan làm nó cho mình cái sự ngạc nhiên và thích thú nhiều hơn khi mình xem của nhà phát hành. Và lúc này thì câu hỏi của mình là phải chăng khi người sáng tạo nội dung phải đeo trên cổ chiếc gông cùm mang tên là kiểm duyệt thì nó sẽ làm giới hạn cái sự sáng tạo đi rất nhiều. Thật là đáng suy ngẫm anh em ạ. Anh em nghĩ sao về những bộ trang phục này, bộ trang phục của Ayaka và của Lisa? Anh em hãy để lại bình luận cho mọi người cùng biết quan điểm của anh em nhé. Ok. Vâng, xin được phép đưa anh em trở lại với mặt đất một chút. Và các sự kiện mình vừa điểm qua thì đều là phiên bản 3.4. Về các sự kiện đang diễn ra ở phiên bản cuối của 3.3
thì chúng ta sẽ có vào ngày 9 tháng 1, tức là thứ hai tuần sau. Game sẽ bắt đầu với sự kiện dòng chảy địa mạch. Đây là cái sự kiện X2 Mura và sách AFP kéo dài cho tới ngày 16 tháng 1. Và Genshin Impact 3.4 thì sẽ được update vào ngày 18 tháng 1, 2023. Từ bây giờ đến khoảng 18 tháng 1 thì cũng còn thời gian là khoảng 12 ngày nữa. Trong những cái ngày này thì Genshin sẽ hoạt động với những thông tin quảng bá về nhân vật này, từ teaser tới trailer, giới thiệu chính thức các kỹ năng của nhân vật, thông tin về banner các thứ, nên cũng không tính là có ít hoạt động. Tuy nhiên thì đó là những cái hoạt động mà dưới dạng quảng bá. Bên cạnh đó thì anh em cũng có thể sử dụng những cái tuần cuối của phiên bản không có nhiều sự kiện in-game để dọn sạch các nội dung ở phiên bản 3.3, đón đợi các nội dung của phiên bản Tết. 12 ngày đó trôi qua sẽ rất là nhanh thôi anh em. Ok. Vâng, chào mừng anh em đến với phần về tin đồn về giang hồ. Mình không rõ là anh em đang xem bản tin có theo dõi các tin leak trong tuần qua không. Anh em có biết rằng là trong tuần qua có một vụ rò rỉ phải nói là rất lớn không? Cảm giác các leaker lại dẫn mặt với nhà phát hành hoặc là thuyết âm mưu thì trong bóng tối họ thông đồng với nhau thì có trời mới biết được anh em ạ. Nổi bật trong những tin rò rỉ của tuần qua thì có lẽ là về những nhân vật ở Fontaine. Theo mình thấy thì tính cả hình ảnh rõ nét tới cả hình ảnh mờ căm thì có vẻ như là khoảng 11 đến 12 nhân vật ở Fontaine đã bị lộ. Tức là họ đã được thiết kế xong tương đối. Thường thì những cái vụ leak, vụ lộ này nó phải có ở phiên bản 3.6, 3.7, 3.8 gì đấy. Nhưng mà bây giờ nó lại có ở ngay phiên bản 3.3 thì theo mình là cái tin này nó hơi lạ ha. Ở trong cái đám thông tin đó thì có thông tin gây lú nhất, đó là có tới tận 2 thủy thần. Thủy thần đời trước, thủy thần đời sau và có thiết kế khác biệt nhau, có một màu xanh và một màu vàng. Và không biết ai mới là nhân vật có thể đồn được hoặc là cả hai. Vâng, rất lú. Hiện tại thì đâu là thủy thần đời trước và đâu là thủy thần đời sau vẫn chưa có thông tin chính thức. Nói chung là hai cái vị trí này được đổi cho nhau. Ở thời điểm hiện tại là mình thấy có hai luồng thông tin như vậy. Vẫn chưa rõ đâu là thông tin đúng. Vậy anh em mong rằng là nhân vật có ngoại hình như thế nào sẽ là thủy thần mà anh em muốn roll, em hãy để lại bình luận nhá. Theo mình nó sẽ rất là thú vị đấy. Ok. Nhân vật Fontaine xuất hiện đầu tiên thì có lẽ sẽ xuất hiện ở phiên bản 3.8. Có lẽ sẽ giống với trường hợp của Kazuha trước đó. Và những thông tin khác được xác nhận theo những cái dự đoán trước đó, đó là ở Fontaine sẽ xuất hiện quan chấp hành, đó là Senron và Alekino. Đây là thông tin tuyệt vời đối với cá nhân mình và mình hy vọng là Senron có thể là có banner chơi được và có lối chơi thú vị. Và nếu như có câu hỏi là vậy những cái leak sớm như thế này về Fontaine có ảnh hưởng gì đến lộ trình của Genshin cũng như ảnh hưởng đến trải nghiệm game không, thì mình cho rằng là chính vì những cái thông tin leak về Fontaine này đến rất là sớm lên cho mình thì cái việc ảnh hưởng của nó sẽ giảm dần theo thời gian. Vâng, để kết thúc cái bản tin này thì xin được điểm qua một thông tin khác. Nó nói về tương lai của Genshin. Cụ thể thì thông tin nói về chuyện là Genshin Impact đã bỏ túi 4 tỷ đô trong năm 2022. Vâng, 4 tỷ đô anh em ạ, là rất nhiều đấy. Và điều bất ngờ ở đây đó là 2/3 doanh thu của Genshin Impact đều đến từ thị trường nước ngoài chứ không chỉ bản thân từ Trung Quốc. Genshin Impact đồng thời còn là trò chơi được thảo luận nhiều nhất trên Twitter. Điều này thực sự là không có gì đáng ngạc nhiên cả bởi vì view của Genshin Impact trên YouTube đã rất là cao luôn. Điều này nói lên rằng là Genshin Impact sẽ còn một tương lai rất dài và còn rất nhiều điều để chúng ta chờ đón nữa anh em ạ. Về thông tin remarketing của phiên bản 3.5 thì nếu như không có gì thay đổi sẽ xuất hiện vào ngày 16 tháng 1, 2023. Vậy thì trong những tuần sau chúng ta sẽ có rất nhiều thông tin hấp dẫn từ beta 3.5 với những nhân vật mới như là Dehia và Mika cho tới những cái bộ kit cũng như là việc đột phá họ sẽ tăng những cái gì, nguyên liệu của họ để chuẩn bị trước. Và đặc biệt là những thông tin chính thức từ nhà phát hành, những thông tin hấp dẫn từ nhà phát hành. Ok. Vậy thì xin mời anh em hãy cùng mình theo dõi tất cả những tin tức hấp dẫn đó trong các video chi tiết nhé. Và mình xin được kết thúc cái bản tin cuối tuần tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình bản tin. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại anh em trong những video sau nha. Và mình đang rất nghiêm túc đây. Một ngày thật vui nhé anh em. Bye bye.